លោកស្រីត្រីដាណារំភើបចិត្តណាស់ពេលបានឃើញលោកយាយកំសត់រស់នៅផ្ទះថ្មីដែលលោកស្រីបានធ្វើជូនដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារដ៏មានអត្ថន័យថាមានបងប្អូនមិនតិចអ្នកនោះទេដែលបានស្គាល់លោកស្រីត្រីដាណាដែលជាម្ចាស់ហាងមាសពេជ្រដ៏ធំមួយនៅស្ពានប្រៃភ្នៅហើយលោកស្រីក៏ជាម្ចាស់ប្រេនផលិតផលNNP ដ៏ល្បីឈ្មោះទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាទឹកដល់ទីណាកន្លែងណាក៏ឃើញប្រេនរបស់លោកស្រីត្រីដាណាផងដែរលោកស្រីត្រីដាណាត
phiếp rồi bỏ lục dây cầm sát bằng đẹp đài gọt đồ nữ giang lục bạ về tình ní nơi khốn nông tôm cha đò bọc hồi mùi tại bên ní lục xây trị đàn nà bàn thờ bà tẹt mây chút đó lục dây hơi lục xây trị đàn nà bàn bằng hò xa thà tẹt mây đài nền khốn nông sẵn chút gọt bên ní rồi rồi hơi gọt lành trời đài trời phiên tiệt hơi rung phơm chật nà khơi lục dây bán nơi tẹt mây đi chi ở vây đài khốn nông chẳng khơi bằng phật cả môn khơi lục dây trời chó trời phiên khao chật nà mặt đài kê mặt đài dương cha cha hơi cót cắn ta chọn bàn chỉ vật chọn cối ruột nư ao miên phiệp cọ đầu tai cót vinh miên côn tê nư mà nè ai nư ai khai đoạt là gì ấy lấy te cót vơ chun cót hơi mà hộp à ha rồi bỏ prapra cọ bàn tình tục chun cót ở hơi sang không tha cót ai bàn phiệp cọ đầu chữ mun ở côn bong bong chieng nẹp phùng nâng à nhà thô đại bàn chui cót bà bảy mật này cứ đã tàu năng lực sài chữ đàn á đời khơi đây là đất Aso chỉ còn pe đào lục gì nơi non tôm lục thiên nơi tại anh bà comment câu comment chơi hay đây là đất pe lục sai từ đàn na có bàn sang tẹt tôm bà là môm sầm rạp ở cọt ruộng nơi ở bàn sầu bùn cùng ao trời cho trời phiền trời đau nam môi cọt cha chủ đi mình đã mở thai tiệt bà bật chỉ lục bạn này bà ở côn na lục sai từ đàn na đại tài tài chui đó là chun thịt to cro bà nâng phần này chạm đồng bà có nắp đầy mất xâm rạp cả tạm đáng tụ sân nà nơi át tập bọt ở khai này.